Kể từ khi Nga mở cuộc tấn công vào lãnh thổ Ukraine, phương Tây luôn cho rằng Nga đang lấy cớ để xâm lược Ukraine. Dĩ nhiên, phía Nga hoàn toàn phủ nhận điều đó. Thực tế, nếu Nga muốn mở rộng lãnh thổ, thì Belarus sẽ là một miếng bánh thơm hơn, dễ nuốt hơn Ukraine rất nhiều. Belarus đã từng nhiều lần muốn sát nhập vào Nga. Putin chỉ cần gật đầu đồng ý là xong, chả cần phải mang quân đi chinh phạt để làm gì cho mất công. Tuy nhiên, Nga chưa bao giờ có ý định sát nhập Belarus. Họ luôn muốn giữ Belarus bên cạnh như một đồng minh thân cận hơn là một thực thể hợp nhất. Từ khi Liên Xô tan rã vào năm 1991, nước Nga đã mất đi tiếng nói ở 14 quốc gia thành viên. Nhiều nước thậm chí đã rời bỏ Nga và ngả theo phương Tây. Để tránh mất thêm đồng minh, Nga đã kêu gọi những quốc gia còn lại thành lập một tổ chức mới có tên là Hiệp ước An ninh Tập thể CSTO. Cơ bản thì tổ chức này tương tự như NATO. Khi một nước trong khối bị xâm lược thì các nước còn lại sẽ hỗ trợ hết mình. Ban đầu khi mới được thành lập, CSTO có đến 9 quốc gia thành viên, nhưng rồi theo thời gian các nước bắt đầu ngả dần về phương Tây. Giờ đây CSTO chỉ còn 5 nước thành viên và trong số này thì Belarus có thể được coi là đồng minh trung thành nhất của Nga. Năm 1997, cả hai nước đã cùng ký kết một hiệp ước có tên là Liên minh nhà nước Nga và Belarus với mục đích thống nhất hai quốc gia làm một. Theo đó thì cả hai sẽ chỉ có một nguyên thủ quốc gia, có chung một nền luật pháp và quân đội. Chính vì hiệp ước này mà phương Tây lo sợ việc sát nhập giữa hai quốc gia này sẽ diễn ra. Họ đã nhiều lần tung tin với người dân Belarus rằng Tổng thống Lukashenko đã đánh mất chủ quyền quốc gia. Thế nhưng điều lạ là miếng thịt đã ở ngay trước miệng, viễn cảnh Liên Xô hồi sinh đang gần hơn bao giờ hết. Vậy mà đến nay Điện Kremlin vẫn chưa có ý định sát nhập Belarus vào lãnh thổ Nga. Mục đích thống nhất hai quốc gia làm một được ghi trong hiệp ước vẫn chỉ trên hình thức giấy tờ, dù nó chỉ cần một cái gật đầu từ Nga để trở thành hiện thực nhưng vẫn không thể. Lý do đầu tiên khiến Nga vẫn luôn chần chừ dù đã có trong hiệp ước đó là vị trí địa lý của Belarus. Nga cần một vùng đệm để ngăn cách mình với NATO và Belarus, quá phù hợp cho mục tiêu đó. Nằm giữa Nga và các quốc gia thân phương Tây như Ukraine, Ba Lan, Litva, Latvia, Belarus là một vùng đệm lý tưởng cho Nga thực hiện các động thái răn đe quân sự, nhưng không làm tổn hại đến chính mình nếu như có các cuộc xung đột nổ ra. Belarus như một lưỡi dao nối dài của Nga, móc vào phần hông của NATO. Từ đây, Nga có thể thị uy quân sự với nhiều nước thành viên NATO. Thứ hai, Belarus là một tuyến đường trung chuyển khí đốt quan trọng của Nga đến châu Âu, chiếm khoảng 25% giá trị xuất khẩu mà Nga đang có. Thế nên việc bảo đảm an ninh và ổn định cho Belarus là trách nhiệm cần thiết giúp Nga giữ được huyết mạch dòng chảy năng lượng của mình. Lý do thứ ba là giữa Nga và Belarus không có bất kỳ mâu thuẫn nào dù là nhỏ nhất. Điều này khiến Nga có thể yên tâm giữ cho Belarus luôn ở bên cạnh mình. Belarus từ lâu đã rất thân thiết với Nga, không những thế kịch liệt chống đối phương Tây. Chính điều này đã làm cho Nga an tâm và không nhất thiết phải hành động mạnh mẽ như với Ukraine. Với Nga, việc sáp nhập Belarus cũng là điều không cần thiết vì Moscow còn phải bận tâm với nhiều mối đe dọa hơn như một Kiev thân phương Tây chẳng hạn. Hơn nữa, nếu Nga sáp nhập Belarus, điều đó sẽ vấp phải làn sóng phản đối của người dân. Những bất ổn không đáng có sẽ không mang lại lợi ích thiết thực gì cho Nga. Đó là về phần Nga. Còn Belarus thì sao? Tại sao họ không giống các quốc gia Đông Âu khác, chọn cách ngả về phương Tây khi Liên Xô sụp đổ và Nga đã đánh mất đi vị thế của mình? Tại sao họ lại thân thiết với Nga tới như vậy? Tất cả câu trả lời là nằm ở giới tinh hoa của Belarus. Các nhà lãnh đạo ở Minsk cho rằng việc thân Nga sẽ mang lại lợi ích kinh tế nhiều hơn là theo phương Tây. Trong lịch sử, Belarus đã bị các quốc gia châu Âu áp đặt nhiều biện pháp trừng phạt vì những vi phạm nhân quyền và đàn áp các phe phái đối lập dân chủ. Trong những lúc khó khăn như vậy thì Putin chính là vị cứu tinh, người đã cứu giúp họ ổn định nền kinh tế. Belarus là quốc gia không giáp biển nhưng có lãnh thổ nằm ở phía đông châu Âu. Họ là tuyến giao thương quan trọng kết nối các mỏ dầu ở miền trung nước Nga với các khách hàng ở Ba Lan, Hungary, Cộng hòa Séc và Đức. Giống với Ukraine, hàng năm, Belarus cũng thu về cho mình lợi nhuận không hề nhỏ từ việc trung chuyển dầu khí cho Nga. Chỉ tính riêng trong năm 2018, Nga đã cung cấp cho Belarus số dầu khí chiết khấu cực lớn, giúp Minsk tiết kiệm được 8,5 tỷ đô la, tương đương với 13,7% GDP. Ngoài ra, Nga cũng cho Belarus nhiều khoản trợ cấp và cho vay được ưu đãi đặc biệt. Hiện nay, 48% kim ngạch xuất nhập khẩu của họ hoàn toàn phụ thuộc vào Nga. Lý do thứ hai khiến Belarus không thể rời bỏ Nga là vì vị tổng thống của họ. Đã 26 năm qua, ông Alexander Lukashenko vẫn giữ vị trí tổng thống và hiện đã bước vào nhiệm kỳ thứ 6 của mình.
Liên Xô chỉ mới tan rã cách 31 năm, do đó việc nắm giữ quyền lực đến 26 năm khiến ông Lukashenko bị phương Tây chỉ trích. Liên minh châu Âu từ lâu vẫn luôn coi Belarus là một quốc gia thiếu dân chủ, có nhiều hành động vi phạm nhân quyền. EU thường xuyên công khai chỉ trích Tổng thống Lukashenko trước công chúng bằng những lời lẽ giống như những gì mà họ cáo buộc Tổng thống Nga Vladimir Putin. Họ gọi Lukashenko là thành lũy cuối cùng của chế độ độc tài ở châu Âu. Do vậy, để duy trì quyền lực của mình thì Lukashenko phải chơi thân hơn với Putin, người không ngại giúp Lukashenko chống lại các phong trào phản đối chế độ. Đơn cử như trong lần bầu cử vào năm 2020, Lukashenko đã bắt giữ 3 ứng viên của phe đối lập. Điều này đã dẫn tới một cuộc biểu tình lớn chưa từng có trong lịch sử Belarus với khoảng 500.000 người đổ xuống đường tham gia biểu tình. Họ phản đối kết quả bầu cử và yêu cầu Lukashenko phải từ chức. Cuộc đàn áp sau đó khiến cho nhiều người bị bắt giam và tra tấn, tình hình hết sức hỗn loạn. Putin lúc đó đã nói rằng Nga sẵn sàng cung cấp thêm lực lượng cảnh sát nếu Belarus không thể kiểm soát được tình hình. Và Putin cũng không cho phép ai được can dự vào công việc nội bộ của Belarus. Khi Lukashenko xử lý dịch bệnh không tốt, khiến cho kinh tế của Belarus đi xuống, kho bạc trống rỗng, nhiều khoản nợ lại đang tới hạn phải trả. Trong bối cảnh đó, cũng chính ông Putin đã cho vay 1,5 tỷ đô la để vượt qua khó khăn. Với những sự giúp đỡ tận tình như vậy, thì không khó hiểu khi Lukashenko coi Putin là ân nhân của mình. Muốn cai trị Belarus lâu hơn nữa thì Lukashenko buộc phải tạo được lòng tin với Nga, như vậy cái ghế của ông mới được đảm bảo. Chính những lý do trên đã khiến cho Nga khá yên tâm về Belarus, đồng thời việc giới chức Belarus hiện tại cực kỳ cứng rắn với phương Tây đã khiến cho quốc gia này chưa phải là mối bạn tâm với Nga. Nga không cần phải sát nhập Belarus để rồi khiến dân tình nơi đây bất mãn. Thay vào đó, Moscow cần để ý tới những câu chuyện quan trọng hơn như là Ukraine chẳng hạn. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là Moscow không để mắt tới Minsk. Nếu tương lai Belarus được lãnh đạo bởi một chính quyền mới và có tư tưởng chống Nga, thân phương Tây, thì hiệp ước liên minh nhà nước Nga và Belarus đã nói ở trên sẽ được kích hoạt. Moscow sẽ có lý do để ủng hộ nhóm người thân Nga ở Belarus và cùng họ sát nhập lãnh thổ Belarus vào Nga. Thực tế, Ukraine cũng từng có một khoảng thời gian thân thiết với Nga như vậy. Những năm trước 2014, khi người đứng đầu Ukraine bấy giờ là Tổng thống Viktor Yanukovych đã nhiều lần bày tỏ tư tưởng ủng hộ một nhà nước Ukraine vừa thân với Nga, vừa mềm mỏng với phương Tây. Nhưng theo thời gian, những người đứng đầu quốc gia này bắt đầu thể hiện thái độ chống Nga nhiều hơn. Chính vì việc đó đã khiến Ukraine trở thành thỏi nam châm, thu hút hết sự chú ý của Nga. Những tức giận dồn nén từ thời Liên Xô, tranh chấp bán đảo Crimea cho đến xung đột Donbass, sự quay lưng ngả theo phương Tây của Kiev như một giọt nước tràn ly với Moscow. Bó củi cháy đã âm ỉ, nay lại được đổ thêm dầu. Liên tiếp các hành động khiêu khích của Ukraine đã làm ngọn lửa trong lòng của nước Nga bùng nổ. Như ông bà ta đã nói, sai một ly đi một dặm. Sự khác biệt ở hai quốc gia có nhiều điểm tương đồng, đã khiến cho Ukraine và Belarus có một kết cục khác nhau sau ngần ấy năm. Video đến đây là hết rồi, cảm ơn các bạn đã xem. Nhớ like và nhấn nút đăng ký để nhận thông báo khi có video mới nhất từ bọn mình nhé.